Xin chào các bạn, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn lệnh vẽ hình chữ nhật Rectangle. Đây, lệnh vẽ hình chữ nhật Rectangle. Thì phím tắt của nó là REC Enter nha, cách gọi lệnh. Đây, tôi vẽ thử cho các bạn coi. Ta sử dụng phím tắt REC Enter. Rồi, chọn một điểm, điểm đầu. Đó, thì nó vẽ theo quy tắc là nó sẽ vẽ hai điểm chéo nhau ha. Vậy hai điểm chéo nhau. Ta có thể kết hợp tọa độ tương đối ha, Shift A móc và nhập ít tọa độ XY à. Lệnh này cũng rất là dễ vẽ. Hay ví dụ tôi sẽ vẽ cái hình 5.16, 5.17 cho các bạn xem ha. Đây, gọi lệnh REC Enter, chọn điểm đầu, Shift A móc 60,100. Hoặc là ta sử dụng cái nút lệnh ha, ở trên cái panel. A móc 100,60 Enter. Là gì, vẽ hình chữ nhật sử dụng tọa độ tương đối. Bây giờ cũng để vẽ hình chữ nhật tôi sẽ dùng định line ha. Tôi vẽ bốn cạnh của hình chữ nhật. Đây, cạnh thứ nhất, cạnh thứ hai, cạnh thứ ba và cạnh thứ tư. Sau khi vẽ bằng định line thì tôi sẽ sánh là đó, cái hình chữ nhật mà vẽ bằng lệnh line, bốn đối tượng bốn cạnh nó độc lập, còn cái hình chữ nhật mà vẽ bằng lệnh rectangle á, thì nó chỉ có là một đối tượng. Khi ta chọn xóa một cạnh nào đó thì nó xóa hết luôn. Bây giờ để mà chuyển nó ra thành bốn đối tượng thì ta sẽ nổ nó ra bằng lệnh explode. Các bạn nhớ nha, lệnh explode này nổ nó ra đó. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin chân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở các clip sau.